Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Bác sĩ và mẹ. Cảm ơn Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Em nghĩ là chắc là bé nào sinh ra cũng bị vàng da. Thì con của em thì sinh ra thì cũng có chút vấn đề, nhưng mà nằm trong ICU thì đến ngày thứ 3 thì cũng được chiếu đèn. Con của em là chiếu đèn tận 7 ngày lận. Thì lúc đó thì bé cũng được điều trị kịp thời, nhưng mà sau khi mà xét nghiệm với lại là cho trong đèn á, thì may mắn là bé không có phải là về bệnh lý mà là sinh lý thông thường thôi. Và trong quá trình làm việc của bác á, thật sự ra là có nhiều chuyện rất là đau lòng quanh cái chuyện vàng da này. Sau đó thì con bị di chứng rất là nặng nề, các bé bị bại não. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là mẹ Tú Quyên và mẹ Mỹ Duyên. Xin mời hai mẹ giới thiệu về mình nè. Em tên là Mỹ Duyên ạ, em năm nay 31 tuổi. Phạm Mỹ Duyên sinh năm 1994, nghề nghiệp người sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Mẹ bỉm một con 2 tuổi, Duyên lại là bà mẹ thông thái khi từ khi sinh con đã mắc vàng da bệnh lý. Từ đó mẹ bỉm tự tìm hiểu lý do nguyên nhân để chăm sóc con, song vẫn không hoàn toàn hiểu hết của vàng da ở trẻ nhỏ. Em tên là Tú Uyên, em 25 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Trương Thị Tú Uyên sinh năm 1999, nghề nghiệp kinh doanh. Hiện có một bé 16 tháng tuổi. Tú Uyên chia sẻ lần đầu làm mẹ nhiều hoang mang và nghĩ bé nào cũng bị vàng da khi ra đời. Có thật sự như vậy không? Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, không thể nào mà thiếu một cái chuyên gia tư vấn chuyên môn. Bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang ạ. Đối tác y tế của Doctor Network và đã có kênh chính thức trên kênh Doctor Network. Chào Diễm Châu. Dạ. Xin chào mẹ Mỹ Duyên và mẹ Tú Uyên. Kính chào quý khán giả đang xem chương trình Bác sĩ và mẹ. Mình là bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang. Mình đã có gần 30 năm trong nghề về chuyên khoa nhi và sơ sinh. Mình đã làm qua các cái bệnh viện Nhân dân Gia đình nè, bệnh viện Vinmec, và hiện tại thì mình đang làm trưởng phòng khám nhi ở Nguyễn Đình Chiểu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và chủ đề trao đổi của chúng ta ngày hôm nay đó là vàng da ở trẻ sơ sinh. Kinh nghiệm của hai mẹ có con mình bị vàng da hay không? Các mẹ có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Mời mẹ Tú Quyên trước đi. Em nghĩ là chắc là bé nào sinh ra cũng bị vàng da, tại vì thấy là ở trong bệnh viện á, thì chị nào cũng sinh xong là ngày nào cũng đưa con đi chiếu đèn hết. Thì con của em thì sinh ra thì cũng có chút vấn đề, nhưng mà nằm trong ICU á, thì đến ngày thứ 3 thì cũng được chiếu đèn. Con của em là chiếu đèn tận 7 ngày lận. Sau đó thì về nhà thì bác sĩ cũng dặn là bổ sung thêm D3. Chắc là bé của em thì cũng là thuộc dạng là vàng da thông thường thôi. Sau khi chiếu đèn về thì thấy bé cũng bình thường rồi. Rồi em bé của Duyên có bị không? Dạ, em bé của em thì có bị, nhưng mà khi mà lúc ban đầu vào ngày thứ 2 á, thì bé được chẩn đoán là vàng da bệnh lý do không tương khích với nhóm máu của mẹ. Thì lúc đó thì bé cũng được điều trị kịp thời, nhưng mà sau khi mà xét nghiệm với lại là cho trong đèn á, thì may mắn là bé không có phải là về bệnh lý mà là sinh lý thông thường thôi. Và liên quan đến việc vàng da ở trẻ sơ sinh thì nguyên nhân vàng da là do đâu rồi bác hả? Nguyên nhân vàng da thì mình nói về cái vàng da của trẻ sơ sinh thôi ha. Do là nó tăng cái chất bilirubin gián tiếp. Cái chất đó thì nó là do nó tan ở trong mỡ, cho nên là nó sẽ dễ ngấm qua da, dễ ngấm vào niêm mạc và dễ ngấm qua não nữa. Thì chính cái chất đó nó sẽ gây vàng da. Cái nguyên nhân thật sự ra là do em bé sơ sinh mới sinh ra đó, hồng cầu của các bé này nó nhiều hơn, cái số lượng nó nhiều hơn người lớn, và cái đời sống hồng cầu thì nó lại thấp hơn, cho nên là nó sẽ phá hủy cái hồng cầu ra và nó sẽ đào thải ra một cái chất gọi là cái bilirubin gián tiếp. Nếu mà gan của con tốt, cái sự bài tiết mật tốt thì không có thành vấn đề. Đa phần là những trẻ sơ sinh mà cái gan thì chưa có trưởng thành và cái sự bài tiết mật thì nó chưa có được hoàn thiện. Đặc biệt là những trẻ sinh non thì những cái vấn đề đó còn chưa hoàn thiện hơn những trẻ đủ tháng nữa. Cho nên nó không đào thải được, gây ra một cái sự tăng cao cái chất này ở trong máu. Và tăng cao như vậy thì nó sẽ ngấm qua da, nó gây vàng da. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Sẽ có một cái câu hỏi của chương trình dành cho các mẹ là: theo các mẹ, vàng da là 100% bé sinh ra đều bị đúng không? Mẹ Mỹ Duyên thì là không.
Tú Quyên thì đúng, tùy tình trạng. Thì là có nghĩa là không? Không phải là không, mà là bé thì bị nhẹ, bé thì bị nặng. Tại vì theo như em thấy, chưa có ai mà là những người xung quanh em á, giống như là mẹ hay là dì hay là các bạn á, chưa có một ai sinh con ra mà không phải đi chiếu đèn hết. Bé thì chiếu 2 ngày, bé thì chiếu 3 ngày, bé thì chiếu 1 tuần, bé thì chiếu nửa tháng. Có bé là chiếu xong, về nhà 2 tuần sau lại vô viện để chiếu tiếp. Thì em nghĩ là chắc là bé nào cũng bị, nhưng mà tùy nặng nhẹ thôi. Mẹ Duyên thì sao? Theo em thì chắc là không phải là 100% đâu, nó khoảng chừng 80-90% thôi. Theo chị nghĩ thì tùy bé thôi. Bé nhà chị cũng không có bị, ba bé là không có bị. Cho hỏi bác sĩ như thế này, đa số trẻ ở Việt Nam là do sẽ bị vàng da hay không? Tại vì hai bạn nhà em á, là cái bạn đầu tiên á, là cũng hơi vàng da nhưng mà cũng không có cần chiếu đèn. Hai bạn lai Tây á, thì bạn lại không bị. Có phải là do cái sắc tố da của người châu Á mình nên là nó bị vàng da hay không mà bác? Thật sự ra không phải là như vậy. Người ta đã thống kê rồi, cả trên thế giới chứ không phải là dân Việt Nam không. Thì cái vàng da sơ sinh nó sẽ xảy ra khoảng 60% ở những trẻ đủ tháng và khoảng 80% ở những trẻ sinh non. Chứ không phải tất cả các bé sinh ra đều bị vàng da. Và câu hỏi tiếp theo đó là, theo các mẹ có mấy loại vàng da ở trẻ? A là 1, B là 2, C là 3. Cái này bó tay vậy. Tại sao mà hai mẹ đều chọn đáp án là B vậy? Con của em nó đã bị cái phần đấy rồi, và em rất là quan trọng cái phần đó nên em đã tìm gặp bác sĩ cái lúc mà con em bệnh á, và em tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị như thế nào. Cho nên bây giờ nó cứ ở trong đầu em, bệnh lý và sinh lý. Dạ, em cũng vậy, cũng bệnh lý và sinh lý. Bệnh lý và sinh lý, đúng không bác sĩ? Đúng. Và da sơ sinh thì nó sẽ chia ra làm hai loại, sinh lý và bệnh lý. Sinh lý thì con chỉ vàng da đơn thuần thôi, và thường nó sẽ xảy ra sau 48 tiếng đồng hồ. Có những sách thì nó sẽ ghi là sau ngày thứ 2, ngày thứ 3, nhưng mà thường là sau 48 giờ sau khi con sanh đó. Ngoài cái vàng da ra thì nó sẽ không còn cái triệu chứng nào khác nữa. Ví dụ như con vẫn bú ngủ tốt, bình thường, không bỏ bú, không sốt, hay là không quấy khóc, không ly bì. Và đặc biệt là cái vàng da sinh lý thì nó sẽ thường vàng da từ mặt, ngực và vùng bụng mà từ rốn trở lên thôi. Vàng da sinh lý mình có thể tự chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn để con đừng có mất nước và nó thải cái bilirubin ra. Còn khi mà mình thấy con mình mà vàng da dưới rốn rồi thì mình phải lo đến để gặp bác sĩ để người ta đánh giá xem là con mình đang vàng da ở mức độ nào để mà xử lý cho kịp thời. Và đặc biệt mình lưu ý là cái vàng da sinh lý thì sẽ là hết trong vòng 7 ngày, trước 7 ngày so với trẻ đủ tháng, và trước 2 tuần đối với trẻ non tháng. Còn nếu mà kéo dài hơn thì mình phải nên đến đi gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân. Ngoài cái nguyên nhân mà tăng cái bilirubin ở trẻ mới sinh thì nó còn có nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như là con mình sinh ra có một cái bệnh lý nào đó về chuyển hóa chẳng hạn, thiếu men ri 6BD chẳng hạn, như là bị bất đồng nhóm máu. Bé thì bẩm sinh bị là những cái bệnh lý về máu như là thalassemia chẳng hạn, thì mình phải nên gặp bác sĩ, có thể là có những cái biến chứng mà ảnh hưởng đến con. Làm thế nào để mình nhận biết được là bị vàng da bác? Tại vì thường thường người châu Á mình cứ da nó cứ vàng vàng, thì nhiều khi mình cũng không có nhận biết được đó bác. Cái cách mà đơn giản nhất mà để chúng ta biết con mình có vàng da hay không á, thì mình sẽ phải cho con nằm ở dưới cái ánh sáng tự nhiên. Nếu mà con chỉ vàng da ở vùng mặt thôi thì mình có thể ấn vào trán hoặc là vào mũi, ấn vào mình thả ra, thì nếu con vàng da sẽ biết liền. Tại vì những trẻ sơ sinh nó có một số trẻ đó da con đỏ, hoặc là một số trẻ thì hơi đen, cho nên mình rất là khó để mà phát hiện ra vàng da. Mình ấn vào vùng trán con hoặc là mũi nè, thì cái này mình sẽ phát hiện ra là con vàng da ở vùng mặt. Còn nếu mà ở vùng ngực á, thì mình sẽ ấn vào ngay cái chỗ xương ức á, của con á, thì mình sẽ biết. Còn nếu mà một em bé da bình thường thì khi mình ấn vào thả ra thì nó trắng, chỗ đó nó không có vàng. Wow, quá hay luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Và câu hỏi thứ ba đó là nguyên nhân gây vàng da ở trẻ sơ sinh. A. Vàng da do sữa mẹ. B. Do ăn uống của mẹ. C. Do sinh non. Mọi người chọn C, mọi người chọn A. Rồi mời mẹ Mỹ Duyên giải thích kết quả của mình. Trong trí nhớ của em á, thì em là do sữa mẹ. Tại vì em nhớ là hình như là trong sữa mẹ nó có một cái chất gì đấy mà con nó không có thể nào dung nạp được, gan nó không thải được. Thì em nhớ là như vậy. Rồi con của Tú Quyên thì do là bị sinh non. Em không biết, em chọn đại. Chọn đại. Bé có nói là cái tỷ lệ vàng da ở trẻ sinh non thì nó cao hơn.
nên là em chọn đại, chứ thật ra là em cũng không có kiến thức nhiều, tại với lại bé của nhà em nó cũng chỉ là bị thông thường thôi, nên là em cũng không có tìm hiểu. Giống như chị, đáp án của cái câu hỏi này thì cả A và C đều đúng, mỗi mẹ trả lời được đúng được một phần. Cái vàng da, cái nguyên nhân vàng da đó do sữa mẹ thì nó chiếm khoảng 2-3% trong cái vàng da sinh lý ở trẻ, là do trong cái sữa mẹ người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nó có một số chất nó làm gây cái cản trở cái sự kết hợp giữa cái protein ở trong gan mình á với cái bilirubin nhắn tiếp, để mà nó chuyển hóa thành một cái chất để nó đào thải ra. Cái chất đó nó ngăn cản cái quá trình đó, cho nên nó lại làm tăng cái bilirubin gián tiếp trong máu, cho nên là gây ra vàng da. Thì cái vàng da do sữa mẹ này thì nó có thể kéo dài khoảng 10 tuần đó, khoảng 10 tuần lễ. Nhưng mà nếu mà con chỉ vàng da do sữa mẹ, mình thấy vàng da nhưng mà kéo dài nhưng con vẫn bú ngủ và tăng cân tốt, thì mình mới nói đó là vàng da do sữa mẹ. Tuy nhiên mình cũng phải gặp bác sĩ, chứ mình đừng ý là chắc con tôi vàng da do sữa mẹ rồi, tại vì cái tỷ lệ nó chiếm khoảng 3% thôi. Thì nếu bác sĩ đánh giá đây là vàng da do sữa mẹ nhưng cái nồng độ bilirubin mà nó tăng cao quá, ví dụ như đối với trẻ non tháng thì nó sẽ tăng trên 12mg/trăm, hoặc trẻ đủ tháng trên 15mg/trăm là nó đã có nguy cơ lên não rồi. Cho nên là bác sĩ phải đánh giá được là con mình vàng da ở cái mức độ nào, là có cái chỉ định chiếu đèn hay không. Nguyên nhân mà C mà mẹ Tú Yên nói đó, đến đó sinh non là đúng rồi, tại vì sinh non là cái gan và cái bài tiết mật của con nó chưa có hoàn thiện, cho nên là chắc chắn là cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ rất là cao, đó là khoảng 80% như hồi nãy bác đã nói rồi. Vì cái lý do là cái gan của con mình nó lại chưa có hoàn thiện, và cái sự bài tiết mật nó cũng chưa có hoàn thiện luôn, nó bị ứ lại, nó không được đào thải ra, cho nên là nó sẽ gây ra cái vàng da. Hoặc là những cái bệnh lý mà gây tái hấp thu cái chất đó ở trong cái chu trình gan ruột, đào thải qua nước tiểu hoặc là qua đường tiêu của bé, là qua ruột đó, qua gan hoặc là qua thận đó, nó lại tái hấp thu, nó không có đủ để mà nó thải đào thải ra, nó tái hấp thu cái chất đó trở lại, con mình lại vàng da đó. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Dạ, cảm ơn bác. Và câu hỏi thứ tư, biểu hiện trẻ bị vàng da: A là sốt cao, B bú kém, C da vàng, D tất cả các triệu chứng trên. Chị thì chị chọn bú kém với da vàng đi. Rồi hãy giải thích cái sự lựa chọn của mình. Em thì em không biết là có sốt cao hay không, tại em chưa tìm hiểu tới mức độ đấy. Con em chỉ có tới ngực thôi, nhưng mà em không biết là khi mà con mình nó vàng từ rúng trở đi ấy, không biết là có bị sốt cao hay không thôi. Còn các trường hợp B với lại C là có rồi đó. Nếu như mà bệnh lý á, thì bạn sẽ bú ít và bú kém, bạn lừ đừ, với lại là bạn đôi khi bạn bị co giật nữa. Rồi Tú Nguyên, con của em thì bé bị vàng da cùng với cái lúc bé nằm ICU, nghĩa là bé đã không thể nào bú mẹ được từ đầu rồi, có nghĩa là phải xong dạ dày rồi, nên là em cũng không biết bú kém là như thế nào cả, tại vì bị chung với nhau luôn đó, nên là có thể là có những cái triệu chứng trùng lặp, nên là em cũng không rõ. Dạ mời bác sĩ chia sẻ ạ. Đáp án này đó thì nó nói lên một cái em bé vàng da bệnh lý, còn nếu mà vàng da sinh lý thì sẽ không có cái triệu chứng sốt cao và không có triệu chứng bú kém, chỉ là vàng da đơn thuần thôi. Có nghĩa là vàng da nó sẽ xuất hiện sau 48 giờ, và đơn thuần là nó chỉ vàng da thôi, và vàng da từ rốn trở lên thôi. Ngoài ra không có các cái triệu chứng khác, con mình vẫn bú tốt, vẫn ngủ tốt và vẫn hoạt động bình thường, là vàng da sinh lý. Còn vàng da bệnh lý thì nó mới kèm theo là sốt cao nè, bú kém nè, hoặc là bỏ bú nè, con có thể ly bì nè, lơ mơ nè, hoặc là con có thể co giật nè, hoặc là quấy khóc liên tục nè, co cứng cơ chẳng hạn, biểu hiện của một cái vàng da bệnh lý. Câu hỏi thứ 5, theo các mẹ, hậu quả nếu không điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh là gì? Em nghĩ là nó sẽ có hai trường hợp. Nếu như nó là sinh lý thì nó sẽ tự khỏi. Còn nếu nó là bệnh lý mà mình không trị thì em nghĩ nó sẽ bị ảnh hưởng đến các chức năng bên trong và ảnh hưởng đến não. Còn Tú Nguyên thì... Dạ, em thì cũng nghĩ như vậy. Em như là nếu mà không có chữa trị thì chắc là cái chức năng gan với thận của bé sẽ bị ảnh hưởng. Não cũng bị ảnh hưởng luôn. Còn theo chuyên môn thì như thế nào bác? Trước khi trả lời cái câu hỏi này, xin hỏi hai mẹ là hai mẹ có suy nghĩ hay là có thắc mắc tại sao mà em bé vàng da mà lại có sốt không? Thì trong cái vàng da bệnh lý đó thì người ta nói rằng là nó sẽ vàng da trước 24 giờ, nó vàng da sớm hơn là cái vàng da sinh lý, và nó thường kèm theo những cái triệu chứng nãy giờ bác nói. Nhưng mà cái sốt là thường thường bé có nhiễm trùng gì đó, ví dụ như bị nhiễm trùng máu hay nhiễm trùng các cơ quan nào trong cơ thể đó, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng sốt. Thì nếu mà em bé bị vàng da do nhiễm trùng chẳng hạn mà mình không có điều trị thì tất nhiên là nhiễm trùng máu nó cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn thể cơ thể bé,
rất là có nguy cơ dẫn đến tử vong. Hoặc là một số nguyên nhân khác, ví dụ những nguyên nhân mà vàng da dù là do sữa mẹ hay là do bất đồng nhóm máu chẳng hạn, cái vàng da nó đặc biệt nó ảnh hưởng đến não. Bilirubin gián tiếp như nãy bác chia sẻ đó là nó sẽ tan ở trong mỡ, cho nên nó sẽ dễ thấm vào những cái cơ quan nào mà có mỡ. Ví dụ như nó sẽ thấm vào da nè và niêm mạc nè, mình sẽ thấy vàng da rồi còn vàng mắt nữa. Não là một cái cơ quan có nhiều cái phospholipid á, cho nên là nó rất là dễ thấm qua cái hàng rào máu não và nó gây một cái tình trạng người ta gọi là vàng da nhân. Thì cái vàng da nhân thì nó để lại cái di chứng thần kinh rất là nặng nề, có thể là bại não, chậm phát triển tâm thần vận động hoặc là tử vong luôn. Em có một cái câu hỏi rất là thắc mắc khi mà bé vàng da sinh lý á, các cô cứ gọi là con đem em ra ngoài sân phơi nắng đi và em bổ sung D đi để cho nó bớt cái vàng da. Theo em có một cái luồng khác á, thì lại bảo là phơi nắng không hết đâu, tại vì á, ánh sáng buổi sáng á, nó không đủ tia cực tím không cô? Không, nó đủ cái bước sống. Nhưng mà khi mà về lúc trưa á, thì nó đủ cái phần đấy á, thì nó lại quá hại cho da em bé, thì không nên phơi nắng vào lúc đấy. Con không biết là cái luồng nào là đúng rồi bác. Đem mà phơi nắng thì nó không có hết được vàng da. Cái vàng da khi mà mình chiếu đèn cho con đó thì mình phải chiếu bằng cái ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng xanh, và nó phải ở một cái bước sóng là khoảng 400 đến 480 nanomet cỡ bước sóng đó, và mình phải để ở vị trí là khoảng tầm 30 đến 50 cm. Mình đem ra phơi nắng thì mình đâu có biết khoảng cách đâu. Thứ hai nữa là cái tia sáng nó không có đủ cái bước sóng. Cơ chế của cái ánh sáng xanh và ánh sáng trắng đó là khi mình chiếu đèn vào da con đó thì nó sẽ biến cái bilirubin gián tiếp mà tan trong mỡ của mình á, nó thành photobilirubin. Thì cái chất này là tan trong nước, cho nên nó sẽ dễ đào thải ra ngoài qua cái đường thận hoặc là qua đường gan, cho nên người ta mới chiếu đèn cho con. Tuy nhiên là mình cũng không nên là tự chiếu đèn ở nhà mà nên đến bệnh viện. Thì khi bác sĩ sẽ cân nhắc con mình với cái nồng độ bilirubin trong máu như thế này thì sẽ chiếu khoảng bao nhiêu ngày, cái khoảng cách nó là bao nhiêu, tùy theo trẻ, ví dụ như trẻ đủ tháng, trẻ non tháng, cái ký lô con như thế nào, thì người ta sẽ tính cái phần đó cho mình. Và trong bệnh viện thì người ta còn có thể bù nước cho con nữa, tại vì chiếu đèn thì con sẽ mất nước. Cái bệnh vàng da thì em thấy là bé đã chiếu đèn xong rồi là đã được xuất viện về rồi, nhưng mà khoảng 1-2 tuần sau á thì lại bị tái lại á, cái đó là vì sao? Có thể là bác sĩ thấy cái nồng độ nó về mức mà cho phép rồi đó, người ta sẽ check qua cái bili check qua da hoặc là người ta thử máu thì người ta cho mình xuất viện. Nhưng mà cái khả năng mà tăng sản xuất cái bilirubin gián tiếp đó trong cơ thể mình nó vẫn còn thì nó lại tái lại, thì lúc đó mình lại phải mang trở vào bệnh viện để mà cho bác sĩ kiểm tra lại, hoặc là con mình nó có thêm một cái bệnh lý nào đó hay không, nhiễm trùng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cách nào để mà ngăn ngừa cái bệnh vàng da ở trẻ không bác? Thực sự ra là thì cái cách ngăn ngừa thì không có, chỉ có cái cách là mình theo dõi con thôi, phòng ngừa, ngăn ngừa con mình bị cái vàng da nặng lên để ảnh hưởng tới não của con thôi. Dạ, dạ. Có nghĩa rằng là mình khi mà sau khi xuất viện về thì mình phải theo dõi sát, đặc biệt là đối với những cái trẻ sinh non thiếu tháng. Thì mình đó, như hồi nãy bác đã hướng dẫn mình cái cách mà coi con mình có vàng da hay không đó, không nên để cho con nằm trong phòng tối mà để nằm ra ánh sáng ha. Ra ánh sáng, thật sự ra đi phơi nắng cũng là một trong những cái biện pháp để mà mình kiểm soát vàng da đó, đưa ra ánh sáng tự nhiên mình thấy con mình có vàng da hay không, thì để chẩn đoán hơn là để điều trị ha. Và khi mà mình uống như hồi nãy mẹ Mỹ Duyên có nói đó, uống vitamin D đó, thì ngày xưa thì mình có vitamin D2, thì mình uống vitamin D2 thì khi mình ra phơi nắng thì gan mình nó sẽ tổng hợp thành vitamin D3, thì D3 nó sẽ hấp thu canxi tốt đó, như thế cho nên người ta hay khuyên cho uống vitamin D và cho con mình ra phơi nắng. Bây giờ người ta có D3 luôn rồi, khỏi D3, D3K2. Nhiều khi trong sữa hoặc là trong thức ăn hoặc là các kiểu mình cũng có cái D2 đó, thì mình vẫn chuyển hóa tự nhiên được. Cảm ơn bác. Bây giờ em sẽ nhờ bác tổng kết lại để cho các mẹ nhớ rõ hơn về cái chủ đề ngày hôm nay: nguyên nhân vàng da, cái cách nhận biết vàng da và cái cách để mà phòng ngừa con bị nặng hơn. Vàng da sơ sinh thì nó sẽ có hai phân loại ra làm hai, là vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Thì cái vàng da bệnh lý thì mình sẽ được chăm sóc ở bệnh viện. Mình lưu ý là nếu mà con mình vàng da sớm trước 2 ngày tuổi, đặc biệt là trước 24 giờ đầu sau khi sinh, bên cạnh cái vàng da đó còn có các triệu chứng khác nữa, ví dụ như là con sốt nè, con bú kém nè, bỏ bú nè, ly bì nè, hoặc là co giật, hoặc là bất kỳ có một cái triệu chứng nào đó, thì mình nên để được theo dõi ở bệnh viện. Và
Nếu mà con mình vàng da sinh lý thì mình có thể theo dõi ở nhà bằng cách là mình phải xác định rõ con mình là vàng da sinh lý, có nghĩa là vàng da nó xuất hiện trễ hơn, sau 48 giờ, nó chỉ vàng da ở mặt, ở ngực thôi và ở vùng bụng trên rốn ha. Và bên cạnh đó nó không đi kèm bất cứ triệu chứng nào nữa hết. Thì chăm sóc ở nhà thì mình có thể cho con bú sữa mẹ nhiều hơn, đặc biệt là đối với những trẻ sinh non nha. Quá non thì người ta đã chăm sóc ở bệnh viện rồi ha, càng cho bú sữa mẹ càng nhiều để mà nó thải ra ha, càng nhiều thì con mình sẽ bớt vàng da. Bên cạnh đó là mình phải theo dõi sát, mình phải lưu ý là con mình phải được tăng cân tốt ha. Ngoài cái tuần lễ đầu tiên có thể là sụt cân sinh lý thì sau đó là con sẽ tăng cân tốt, bú ngủ tốt ha, thì mình sẽ yên tâm ở nhà. Còn nếu mà có một cái khúc mắc gì đó, một cái gì mà mình không chắc thì mình đưa con đến bệnh viện kiểm tra để mà quyết định là con mình được điều trị như thế nào, bằng phương pháp nào. Và quan trọng là mình nhớ nha, trẻ đủ tháng không có để qua 7 ngày, nếu trễ hơn là 10 ngày. Còn đối với trẻ non tháng thì không để qua quá 14 ngày. Còn cái vàng da do sữa mẹ cũng vậy nữa, mình đừng có ý y là con mình vàng da do sữa mẹ tại vì con tôi bú mẹ. Mà mình phải lưu ý những cái vấn đề nãy bác cũng đã nói ra đó ha. Nếu mà vàng da còn ít thì mình có thể để nhà được và có thể kéo dài. Còn nếu không, mình thấy vàng da nó đã quá cái vượt quá cái rốn mà bác sĩ nói rồi thì mình nên đem vô bệnh viện để bác sĩ người ta sẽ quyết định là nên tạm ngưng bú sữa mẹ hay không. Và có cái biện pháp điều trị. Vàng da thì cái nặng nhất của con là nó ảnh hưởng tới cái não, vàng da nhân và cái di chứng não. Sau đó thì con bị di chứng rất là nặng nề, các bé bị bại não. Thì sau đó dù mình có tập vật lý trị liệu hay thế nào đi chăng nữa, con cũng không có thể hồi phục về bình thường được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hai mẹ có cảm nhận như thế nào khi mà tham gia cái chương trình ngày hôm nay? Thực ra là mình cũng không có kiến thức. Thì cái lúc mà bác sĩ chiếu đèn cho con để hết vàng da là em còn tưởng là đèn sưởi á. Tại vì trong ICU ra rồi ra phòng nhi là vẫn chiếu cái đèn đó. Chắc là do nó lạnh mà em cứ đắp chăn lên cho bé. Chị điều dưỡng mới kêu là em đắp chăn như vậy rồi sao mà cái đèn nó chiếu được trên da của con em. Cái em mới kêu là ủa là sao? Kêu là bị vàng da, là đứa nào cũng bị vàng da hết á, chị nói vậy đó. Thực sự là không có biết là đến cái mức độ mà có thể gây ra được những cái hậu quả mà nó nặng nề giống như là bác sĩ vừa mới chia sẻ. Tú Uyên con nằm trong ICU á, thì thấy rọi đèn thì người ta làm cái gì con mình? Có nghĩa là người ta mở ra hết rọi đèn hay là người ta có che bộ phận nào hay không? Là mặt bỉm thôi á bác, mặt bỉm xong rồi bịt mắt. À, đúng rồi, thì thường những trẻ mà rọi đèn thì người ta sẽ che mắt con bằng cái vải mà sậm màu đó. Cái vải màu đen. Tại vì cái tia đó nó sẽ ảnh hưởng tới mắt. Và người ta che cái bộ phận sinh dục, đa phần là bé trai sẽ, tại vì cái ánh sáng đó nếu mà mình chiếu lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới teo tinh hoàn. Còn những nơi khác là chúng ta đều phải để hở ra hết. Phơi nắng thì ta nói là phải lột đồ hết nó ra hết thì có cần che vậy không bác? Thật sự ra phơi nắng mình thứ nhất là mình ở cách xa ánh nắng quá, tia nó cũng không có tới, cũng nên cho con mặc bỉm chứ đội nón hay là đội che mắt con lại. Dạ, che mắt thì mà ra che. Nó sợ nó chói mắt. Dạ, sợ nó chói mắt. Thì bé gái có bị ảnh hưởng không? Chưa nghiên cứu, người ta chưa thấy rõ là bé gái có bị tay buồng trứng hay gì không. Người ta chỉ thấy là đối với trẻ nam thì nó sẽ teo tinh hoàn. Rồi đến mẹ Mỹ Duyên. Dạ, thật ra thì lúc mà em có bé xa là em có ngoài kế hoạch. Dạ, cho nên là lúc mà có rồi mình rất là lo lắng. Cho nên lúc trong lúc bào thai á là mình đã tìm hiểu hết tất cả các thông tin liên quan tới trẻ sơ sinh rồi. Vàng da rồi về bú mẹ như thế nào. Khi mà con em sinh ra đã chuẩn bị tâm lý rất là vững. Nhưng mà khi thấy con nằm trong đèn thì mới thấy là dù tâm lý có vững cách mấy, lúc đó mình cũng bị chơi vơi. Qua chương trình này em gửi gắm đến người chồng của các cô vợ là nếu như mà con vào những cái tình trạng mà bị vàng da như thế thì hãy hiểu cho người mẹ lúc đó họ không phải là họ vô tâm với con hoặc là vô như thế nào với chồng. Họ quá lo lắng, họ quá xót con cho nên có những cái hành động nó không đúng với người chồng. Cảm ơn kinh nghiệm của hai mẹ và cảm ơn những chia sẻ chuyên môn từ bác sĩ. Cảm ơn Dr. Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Các video tổng kết những gợi ý hữu ích từ các bác sĩ khách mời của chúng ta hôm nay cũng sẽ được đăng tải trên kênh chính thức của bác sĩ trên app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Chương trình Bác sĩ và mẹ được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.